Các thiết bị điện tử phát triển thì người cao tuổi cũng đã nhanh chóng tiếp cận sử dụng các thiết bị thay thế điện thoại cục gạch bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng. Thường xuyên lướt mạng xã hội như Facebook, Zalo, đọc báo, gọi điện thoại hình đã khiến thị lực người cao tuổi giảm và đặc biệt khiến một số người mất ngủ, suy giảm sức khỏe. Bà Nga sinh sống với hai con trai, các con đều trưởng thành và lập gia đình. Chồng mất sớm, con cái bận gia đình, cũng không có thời gian chuyện trò với mẹ. Điện thoại là phương tiện duy nhất để bà giao tiếp với xã hội. Tuy nhiên, thường xuyên sử dụng điện thoại vào buổi tối đã khiến mắt mờ và đặc biệt mất ngủ triền miên mà không biết lý do. Cái mắt mình nó căng ra, căng và rất khó chịu, nó như kiểu nó đỡ cái mắt ấy. Thế hóa ra là mình tắt đèn, xong mình cái ánh sáng xanh của cái điện thoại cứ chiếu vào mắt mình. Mình xem khoảng một tiếng là mình mỏi lắm, con người nó cứ đơ ra. Thế nên là rất ảnh hưởng đến đôi mắt. Nên là có xem thì về sau là tôi phải bật đèn, mà cũng chỉ xem khoảng một lúc thôi, cũng không lên buổi tối, cũng không nên xem nhiều. Xem nhiều ảnh hưởng cả đến giấc ngủ, nếu mà xem nhiều thì mất ngủ ấy. Sau một thời gian dài mất ngủ, bà dần phát hiện ra nguyên nhân là do lướt mạng muộn đã khiến cơn buồn ngủ qua đi và đầu óc tỉnh táo. Từ đó, bà bỏ hoàn toàn thói quen sử dụng điện thoại vào buổi tối. Nhờ vậy mà giấc ngủ và sức khỏe đã trở lại bình thường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng thiết bị điện tử hơn 3 giờ mỗi ngày, mắt sẽ có 90% nguy cơ mắc hội chứng thị giác màn hình. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện tử có bước sóng ngắn, năng lượng cao, có thể đi xuyên và làm tổn thương đến các tế bào nằm sâu bên trong mắt, đồng thời thúc đẩy quá trình stress oxy hóa, gia tăng gốc tự do gây hại cho mắt. Có những cái báo cáo thì nói rằng là cái ánh sáng xanh nó lại có một cái tác động đến nó gây tỉnh táo. Cho nên tại sao buổi tối nếu mình sử dụng smartphone tại sao nó lại khó ngủ như vậy? Đó, ánh sáng xanh nó kích thích thần kinh, nó gây nên một cái hiện tượng gọi là tỉnh táo hơn về mặt thần kinh. Nên nếu mà các cụ mà mình xem vào những cái giai đoạn mà nó càng ấy thì lại càng kích thích khó ngủ. Người già thì thường là cái sinh lý của người già là buổi tối, đầu tối đã ngủ rồi, thì các cụ nên tranh thủ là hạn chế sử dụng sớm quá để những cái giai đoạn mà sinh lý của mình ấy nó vào giấc ngủ nó tốt hơn. Các triệu chứng của hội chứng thị giác màn hình có thể chỉ xuất hiện tạm thời và giảm đi sau khi bạn ngừng sử dụng thiết bị điện tử. Tuy nhiên, nếu không sớm có biện pháp khắc phục, hội chứng này tiếp tục tái diễn và trở nên nặng hơn dù cho bạn có ngừng dùng máy tính, điện thoại, bởi thị lực đã tổn hại vĩnh viễn. Ngoài ra, việc tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử còn khiến mắt lão hóa nhanh hơn và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mắt nguy hiểm như thoái hóa điểm vàng, thoái hóa võng mạc, đục thủy tinh thể, tật khúc xạ, khô mắt và mất ngủ triền miên, dẫn tới rối loạn tâm thần.